Xin được chào mừng đại gia đình đã quay trở lại với kênh YouTube Nhà Đất Bản Tiến, chuyên bán nhà quận Gò Vấp, quận Tân Bình, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, cũng như trên kênh hệ thống Zalo, Facebook và fanpage Nhà Đất Bản Tiến .vn. Buổi chiều tối ngày hôm nay, Nhà Đất Bản Tiến sẽ gửi đến quý khách một căn nhà phố được thiết kế rất là đẹp và rất là hiện đại, nằm trên trục đường Lê Đức Thọ thuộc phường 6, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Đó là khu vực mặt tiền chính phía ngoài của căn nhà mà hôm nay Nhà Đất Hoàng Tiến đang gửi đến. Cũng như căn nhà này thì đang có diện tích là ngang 7,5 m và chiều sâu căn nhà lên đến 20 m. Và cái chuyện nhà thiết kế có gara để xe hơi, sẽ để được 2 cái. Như khu vực khoảng sân ở phía trước của căn nhà rất là rộng để mình có thể vui chơi và hóng mát. Với căn nhà được thiết kế theo kiểu góc hai mặt tiền rất là thoáng mát và rất là đẹp, nằm tại trục đường Lê Đức Thọ thuộc phường 6 quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Và khu vực này thì chị thiết kế cho mình có một cái gara để xe hơi vào bên trong, một cái gara để xe hơi ở phía bên ngoài, để gia đình mình có nhu cầu để một hoặc là hai cái xe hơi thì rất là thuận tiện và rất là dễ dàng. Cũng như ngoài khu vực hai cái để hai cái xe hơi ra thì mình còn để được rất là nhiều xe gắn máy. Với căn nhà được thiết kế theo kiểu mẫu nhà hiện đại thì mình có thể vừa ở và vừa mở văn phòng công ty cũng như kinh doanh buôn bán. Với căn nhà đã được anh chị nhà thiết kế khu nội thất tặng kèm, căn nhà mới vừa được xây dựng xong nằm tại trục đường Lê Đức Thọ thuộc phường 6 quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, ngay sát với lại chợ An Nhơn thuộc phường 6 quận Gò Vấp và gần với lại chợ căn cứ 26. Đây là khu vực không gian bộ cửa chính để di chuyển vào bên trong căn nhà. Mình sẽ có một bộ cửa 4 cánh được làm bằng gỗ cam xe và hai cánh lớn, hai cánh vừa và phía trên mình cũng được có ốp gỗ trang trí rất là đẹp. Và di chuyển vào bên trong là khu vực không gian phòng khách ở dưới tầng trệt căn nhà. Mình có một cái phòng khách rất là rộng ở phía ngoài này, và bên trong thì mình có một cái phòng khách đã được cái chị nhà sắm tặng kèm full nội thất. Mình có kể đến tivi cũng như tivi tặng kèm, và hai bên tường thì mình được ốp nhựa giả gỗ cao lên kín tường rất là sạch sẽ và rất là đẹp. Và với căn nhà được các chị nhà thiết kế có phòng ngủ ở chỗ tầng trệt này thì rất là thuận tiện để mình làm phòng ngủ cũng như cho người lớn tuổi, là người hạn chế đi lại, cũng như mình có thể làm kho ở phía bên dưới tầng trệt căn nhà, rất là rộng rãi và rất là thoải mái. Với căn nhà để được thiết kế mình trừ trong cái khoảng sân ở phía sau thì để mình mở cửa sổ ra bên ngoài rất là thoáng và rất là mát. Căn nhà mình thì có bề ngang căn nhà lên đến 7,5 m và chiều sâu căn nhà lên đến 20 m đây. Đây là cái chị nhà xây dựng rất là đẹp. Và căn nhà này thì sổ mình được công nhận hết. Và đây là khu vực khoảng sân ở phía sau khoảng độ 2 m mà Nhà Đất Hoàng Tiến đang muốn giới thiệu đến quý nhà. Với con sân này chị để trống và lập mái phía bên trên, và có để một số đồ dùng vào bên trong căn nhà. Và đây là khu vực không gian phòng bếp căn nhà. Căn nhà được thiết kế rất là đẹp, nằm trên một con hẻm một sẹt thuộc đường Lê Đức Thọ thuộc phường 6 quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, và rất là thuận tiện để khách hàng mua ở mở văn phòng công ty. Và chỉ với giá 16 tỷ 500 triệu đồng, còn thương lượng mạnh là khách hàng có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà đẹp. Thì khách hàng đang xem video cảm thấy căn nhà này phù hợp với gia đình mình thì nhanh tay liên hệ về theo số điện thoại đang hiển thị trên màn hình để được Nhà Đất Hoàng Tiến đón khách hàng đi xem. Một căn nhà được thiết kế có tới 6 phòng ngủ chính và một phòng đọc sách, phòng karaoke, phòng sinh hoạt gia đình cũng như phòng thờ, phòng giặt. Và mỗi lầu thì có một cái khoảng sảnh ở phía bên ngoài, và bên ngoài thì mình sẽ có thêm những cái khu vực sảnh để mình trồng cây cũng như hóng mát và vui chơi. Với căn nhà được thiết kế khu nội thất rất là đẹp, mình có phòng ngủ master, phòng ngủ lớn, có nhà vệ sinh riêng sử dụng là rất là thuận tiện. Đây là khu vực không gian của phòng ngủ phía trước căn nhà, phòng ngủ ở số 1 có cửa sổ mở ra cái khu vực bên hông và cửa đi ra ban công ở phía trước. Với căn nhà đã được các chị nhà khu nội thất tặng kèm, toàn bộ nội thất bên trong căn nhà sẽ được các chị nhà để lại hết cho cái nhà. Khi nhà mua căn nhà này, với căn nhà nó có bề ngang lên đến 7,5 m và chiều sâu căn nhà lên đến 20-21 m, và được các chị nhà thiết kế cho mình
một trệt hai lầu mà có tới 5 phòng ngủ chính, 5 phòng ngủ được anh chị nhà full nội thất tặng kèm, và có phòng ngủ ở dưới tầng trệt cũng như phòng đọc sách, phòng làm việc, phòng karaoke, phòng sinh hoạt gia đình. Mỗi phòng ngủ mình đều có nhà vệ sinh riêng, sử dụng rất là thuận tiện. Đây là khu vực không gian phòng ngủ số 4 của căn nhà, và tiếp tục thì mình sẽ di chuyển lên khu vực lầu 2 căn nhà để đến với lại không gian phòng ngủ số 5 và phòng đọc sách, phòng làm việc cũng như phòng thờ ở khu vực phía trước. Và đặc biệt căn nhà mình thì mỗi lầu mình sẽ có những cái sảnh và những cái ban công để mình trồng cây, vui chơi và hóng mát rất là thuận tiện. Đây là khu vực sảnh lầu 2 căn nhà. Một cái sảnh được bên trong cũng được anh chị nhà đóng mình những cái kệ để mình để đồ, mình có thể để phòng là phòng kệ để sách vở, cũng như đây là khu vực không gian phòng làm việc cũng như phòng đọc sách và phòng karaoke nếu gia đình mình có nhu cầu. Phía trước mình có một phòng thờ rất là lớn. Phòng thờ này thì để mình có thể thờ gia tiên ở khu vực phía trước căn nhà, rất là rộng rãi, đều có ban công mở ra bên ngoài như cửa sổ để gió và ánh sáng rất là thoáng và rất là mát cho căn nhà. Thì quý khách hàng đang xem video như đang cảm thấy căn nhà này phù hợp với là gia đình mình, thì quý khách hàng hãy nhanh tay liên hệ về theo số điện thoại đang hiển thị trên màn hình để được nhà đất Hoàng Tín đón quý khách hàng đi xem một căn nhà giảm giá nằm tại trục đường Lê Đức Thọ thuộc phường 6 quận Gò Vấp này. Căn nhà này thì đã được anh chị nhà giảm giá lên đến 2 tỷ. Thì bây giờ căn nhà này chỉ còn lại là 16 tỷ 500 triệu đồng thôi. Giá cũ thì tới 18 tỷ 500 triệu đồng. Và bây giờ anh chị chủ nhà đang cần tiền, thế đây chị giảm giá bán gấp để quý hàng đang có nhu cầu sở hữu một căn nhà biệt thự hiện đại, không bao giờ sợ lỗi thời, thì quý hàng hãy nhanh tay liên hệ để được nhà đất Hoàng Tín đến quý hàng đi xem một căn nhà biệt thự nằm trong khu nhà lầu, và là khu này thì có xen lẫn nhà phố và biệt thự rất là sang trọng và rất là cao cấp, thuộc phường 6 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh. Và đây là khu vực khoảng sân này thì rất là rộng để mình có thể vui chơi hóng mát trồng cây. Rồi, video nhà đất Hoàng Tín đến đây xin được kết thúc, hẹn gặp lại khách hàng trong những video tiếp theo.